Đây, Mobile Home xin việc, xin chào tất cả anh em nha. Hôm nay mình sẽ tiếp tục mở thêm một cái tour mới. Đó là cung Hồ Tiên đi thành thành Mỹ nha, thành Mỹ đi lên Cầu Đất đi ngược cùng Hồ Tiên nha anh em. Rồi mời anh em nha. Ghê quá, đi trời mưa, mấy anh thấy trời mưa thấy chưa? Mấy anh lựa hay thiệt, mưa nhiễu hộp là trời u ám luôn nè. Mà mưa thì mấy ảnh mới phái nha, không mưa là mấy anh không phái đâu. Đây, sau khi xài giỏ thì bắt đầu mình leo cho nó núi nha anh em. Anh em nào chưa đăng ký kênh của Mobile Home xin thiệt thì cho mình cái đăng ký kênh nha, để theo dõi tất cả những cái video còn rất là nhiều luôn, những cái địa hình hiểm trở, những cái cung bậc thăng trầm, những cái tình huống mạo hiểm khác nhau rất là nhiều luôn ha. Mà cảm ơn anh em thời gian qua đã theo dõi video ngay và tiếp tục ủng hộ mình ha, cảm ơn mọi người đó. Rồi mà anh em tiếp tục theo dõi chuyến đi nha. Lên luôn, lên luôn, lên luôn. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ghê quá. Trời ơi. Bang bằng hết trơn rồi, có gì đâu buồn. Từ thớ quẩy đâu. Lấy cái quẹt, lấy cái quẹt. Lấy quẹt gọi lên coi. Mình đéo dặn nắp mà. Không dặn nắp mà. Em mới dặn vô đó, đậy vô. Ê, nó ọc đầy quá. Đầy quá. Đổ vừa thôi. Mới đổ thêm nữa hả? Bị lạc ảnh đình đình đi đổ hỏi ảnh. Lấy kêu. Ai giờ mới thấy nè. Tôi vô cái đồng hồ, nhìn cái đồng hồ ghét kim vậy nè. Má có ai đi xăng đi xe mà xăng tràn ra ngoài không? Lấy cái quẹt lại gọi vậy. Lấy cái quẹt lại gọi vậy. Đù bả nãy đứt hứng lại đổ xe mình được rồi. Bữa nay đi chơi không coi ngày nữa rồi. Thấy đất trọng mưa quá trời mưa, lên đây không mưa. Em nói với là anh với anh Duy là báo đời. Hồi nãy mưa đó thấy được ngon rồi đó chú. Ừ. Giò đá cái bật vững liền ha. Rồi ra đây là đỉnh Hồ Tiên nha, người ta hay kêu đây là dốc bánh xèo, đỉnh bánh xèo đó, không biết sao nữa, nó không có giống cái bánh xèo mà dân ấp gót người ta kêu là đỉnh bánh xèo. Hello, hello, chào, đây là anh Hải nha, anh chào mình, hôm nay bài đặt mình ngựa, mình bay la cam, chia sẻ cho anh em cái cảnh bay la cam mình nó sẽ đẹp hơn là mình quay trực tiếp ha. Đây là trên đỉnh bánh xèo sau khi vượt con dốc hồi nãy, đoạn video nãy giờ đó, là đó là con dốc đỉnh của Hồ Tiên, khó khăn hay là qua được hay không là xe yếu xe mạnh là cái đỉnh đó nó sẽ quyết định đấy ha. Là do cái bữa này cái tour này mình đi là hôm đó là trời khô gáo nha, thấy chuyển mưa, thấy chuyển mưa lâm râm trời cũng đèn cạnh là tôi cũng tưởng mưa, không là cũng anh em cũng hí ha hí hởn rồi, nhưng mà cuối cùng là không có mưa, mưa nhỏ xíu thôi, làm anh em thất vọng vô cùng. Giờ cái xe mình là V3 Sego V33 đó, có chữ
kênh Mobile Home xuyên Việt với một cái kênh là Nhà Đất Đà Lạt đó anh. Thì xe mình là éo lả nhất ở trong cái đoàn xe này nha, mà xe mình lên dốc đầu tiên luôn là rất là ok đúng không anh em. Mặc dù là cái bánh nó tuôn ra khói và bụi dữ dằn nhưng mà lên được. Cái đó là cái chỗ cao nhất, cái nút thắt, cái chỗ quyết định có lên được đỉnh Hồ Tiên hay không, đó là chỗ đó à. Rồi mình giới thiệu sơ sơ nha, mình là chuyên về nhà đất ở thành phố Đà Lạt nha. Anh em nào có quan tâm bất động sản ở thành phố Đà Lạt thì cứ liên hệ mình, số điện thoại đó mình có để đó là 0974448696 ha. Rồi ngoài ra nếu mà ta muốn tham quan du lịch trải nghiệm thì cứ liên hệ mình, cứ vô cái kênh của mình là Mobile Home Xuyên Việt, sẽ có rất là nhiều cái chuyến đi luôn, rất là vui, rất là thú vị, nhiều cung bậc khác nhau, vui buồn lẫn lộn giận hờn cũng có luôn. Ở đây là bài từ trên cao dòm xuống cái điểm cắm trại cho anh em quan sát nó dễ chút ha. Nói chung là mình bay lên cao mình nhìn xuống thì nó rất là đẹp. Ban đêm cái đỉnh này, quyết định chọn cái đỉnh này là nó có hai vấn đề. Một là chỗ này sẽ có sóng wifi ha, ban đêm sẽ có sóng wifi, mình làm việc sóng wifi được. Thứ hai nữa là ban đêm cái chỗ này nhìn xuống cái view nó rất là đẹp, cái view xuống thành phố gì thị trấn Thạnh Mỹ nó rất là đẹp, đèn lồng với đèn thành phố nó rất là ok. Còn nếu mình đi khoảng 2 km nữa thì mới vô tới là cái Hồ Tiên. Hồ Tiên thật ra là nó là một cái hồ trong giữa một cái rừng thôi, thì nơi đó là nó chứa đựng một cái hồ rộng lắm, rộng chứ cũng cả hecta có thể hơn 1 hecta, nói chung là khoảng tầm đó. Thì nơi đó thì lại không có sóng mà cái view cũng không có nữa, chỉ có cái view hồ thôi. Nếu mà thật sự mà muốn vô đó để yên tĩnh nghỉ dưỡng thì ok, vô đó thì nó lặng lặng lắm. Còn mình nằm ở đây thì ban đêm có thể mình ngắm được cái thành phố, thị trấn Thạnh Mỹ nó rất là đẹp. Hay rồi thí dụ có cần sử dụng tới điện thoại wifi đồ thì để trao đổi liên lạc công việc thì nó cũng ok, nó cũng giải quyết được một số công việc. Còn không thì đi xô 2 km nữa là mất tiêu luôn, không ai liên lạc được luôn, không biết mình đâu luôn. Đó, cái này là bay là cam ha. Anh em thấy cũng mình cũng tốn một mớ tiền để đầu tư một cái Lycam để bay được những cái chỗ khó khăn và bay được những chỗ trên cao để quay cho anh em quan sát được hết khung cảnh cái địa điểm mình từ trên cao xuống. Thì cái đó cũng là một cái cảnh đẹp. Cái ấy nên mình quyết định mình đầu tư Lycam nha. Mấy cái video đồ trước thì nó không có Lycam. Từ những cái sau này có chục video trở lại đây thì bắt đầu có. Và mình bay mình sẽ phát hiện được những cái cảnh đẹp xung quanh. Thì mình nói riêng về Hồ Tiên, Hồ Tiên là một cái địa điểm hết sức là một cái cung đường hết sức là khó khăn hiểm trở nha. 20 km có lần mình đi là 12 tiếng đồng hồ, đi từ 9 giờ sáng tới 10 giờ tối chưa tới được điểm nữa. Thì nói chung mỗi lần đi đều có cúng giấy có ấy, nói chung là vô gần thì có thiên có kiên có lành ha. Mình cũng ấy hết, cũng cúng kiến được hết, nhưng mà nó gặp sự cố, mỗi chuyến đi nó đều có cái sự cố khác nhau hết. Thì cái chuyến này là mình sẽ cho anh em trải nghiệm cái mùa khô nó như thế nào. Bụi và đường thì nó dễ đi, nhưng mà nó qua mùa mưa thì lại là một cái vấn đề khác nha, cả một vấn đề luôn đó. Hồi nãy anh em thấy mình bay cái đoạn này nãy đó là cái video của thị trấn Thạnh Mỹ đó, nó rất là đẹp ha, nhìn xuống rất là đẹp, về thị trấn Thạnh Mỹ nó rất là đẹp. Hôm nay thì cái nhóm đội của mình là đi Ca Tường nha. Ca Tường là ở Tam Bố đi vô, nhưng mà vô bất thành, con dốc khá cao, khá nguy hiểm nên quỷ kế hoạch và người ta không cho vô nữa, nên quỷ kế hoạch bay về đây, bay về Hồ Tiên. Nó xa xa là cái điểm cắm trại của mình đó ha. Thật ra con đường bên mé bên phải màn hình đó, thấy vậy thôi chứ dốc nó rất là tức nha anh em. Ở nơi đây bãi bên xe này là cái bãi đá hồi xưa công ty hay là nhà nước gì đó khai thác đá ở đây nha. Nhưng bây giờ anh em nhìn còn thấy lẫm chởm này ha, nó còn những cái tảng đá bự này ha, là người ta khai thác đá trẻ đó, đá vuông rồi đó. Ôi, mày đẹp ha. Ui, hấp dẫn quá. Đẹp quá vậy. Trời ơi. Cái bao ghê không? Người ta hình ảnh người ta đẹp được rồi. Hình ảnh người ta lúc lên được rồi. Chưa. Dạ. Yeah. Rồi, ố màn hình luôn rồi. Ô trời. Em gốc rửa cái kinh nghiệm em cái kia anh tặng cho em cái điện thoại chứ không kêu nó ra đi mua cái nó trễ giờ mọi người ra quán ăn không kịp, cái nói thôi để đi coi cho nó cấn trời nó được chìm xuống thùng nội tạng này của mình này. Anh có mấy lòng coca bỏ vô luôn đi đây á.
Rồi sau khi lên đến tỉnh thì bài bố trí lửa dân liều dựng trại đầu hang nấu nướng đầu hang thì bắt đầu chuẩn bị là chúng ta có đồ ăn rồi, mời anh em tiếp tục theo dõi video nha để trải nghiệm nha. Không lấy cái cục này chấm gì vậy? Lấy đũa chấm thôi, liếm liếm này nè. Thôi mời cả nhà đi. Bia. Bia đâu, bia đâu? Bia bên kia, bia bên kia. Ai ơi bỏ đi. Đâu vướng chỗ em cầm cho. Hả? Mua hộ em. Mấy đứa nhỏ nè, nó rất thích ăn cái này. Cái thằng Thông không ăn cơm ta. Anh Kim là bữa đó là coi như là sổ mình rồi đó. Bữa đó là anh Kim sổ mình rồi đó. Má, cái ông mà ông ấy ông gắn vú ông kia, ông kia đau quá. Quỳnh Quỳnh bắt ông quay quăng người em cầm cái tay. Ông gắn vú ông Quỳnh mà ông Quỳnh đau quá. Đau chết luôn. Ông mà ông bữa đó ông giỡn cũng hơi quá. Năm trăm anh em đông quá. Có than rồi, cháy củi luôn rồi. Ở trong nó có than, trong nó nóng lắm em ơi, cái than rẻ này nó cực nóng. Rồi cháy luôn rồi, cháy cây luôn rồi là ngon rồi. Hết vào thôi để cho đừng có mưa nó xấu hả? Được à? Mưa em sẵn sàng xuống em dọn hả? Có mưa đâu chị Hương, chị cứ để đi, mưa em xuống em dọn nha. Có mưa đâu mà em ngủ mà em nghe mưa mừng lắm. Màn hình rộng trên xe luôn. Có mũi không? Có. À, mũi ghê quá em, nãy giờ tắt không ngủ được. Nực đốn thôi à. Đợi em chút. Lấy cục gạch ra thôi. Ngon quá, ngủ ngon quá. Nó cũng vậy đó, đập đập hoài. Mà sáng nó đi đâu hết trơn ha.
sếp. Chào ông sếp. Hưng đi rồi. Thank you.